Xin chào anh chị nhà đầu tư ha. Chào mừng anh chị mình đến với kênh YouTube của em, kênh YouTube chứng khoán Nomsa Finan. Thì như thường lệ cuối tuần em cũng ngồi lại với anh chị mình để cùng nhìn nhận qua thị trường của chúng ta sau phiên sau năm tuần giao dịch vừa qua cũng như là đưa ra những cái chiến lược, những cái hành động mới cho thị trường đúng không ạ? Và thị trường tuần qua thì thị trường của chúng ta nó có một cái nhịp gọi là cái nhịp đảo dòng tiền đúng không ạ gọi là một cái nhịp wash out những cái nhịp rồi rung dũ những cái dòng tiền cũ và thay vào đó là những cái dòng tiền mới đối với thị trường của chúng ta là cái thứ nhất cái thứ hai là sao nhỉ? cái thứ hai là cái tín hiệu đảo dòng tiền từ những cái mảng cổ phiếu nó đã bứt tốc xa những cái vùng nền nó tăng một cái nhịp đầu đầu giống như là những cái con DGC rồi này anh chị là có nghĩa là nó có một cái dấu hiệu đảo dòng tiền đúng rồi, đảo sang những cái gọi là đảo từ những cái mẻ cổ phiếu nó đã bước tăng mạnh trước đó, đúng không? sang những cái nhóm cổ phiếu có những cái giai đoạn tích lũy đủ và bắt đầu xuất phát đi lên, đúng không? giống như là xuất phát đi lên từ giống như là DG đúng không? cái phiên này là gọi là một cái phiên đảo dòng tiền của tổ chức, ha, à, đấy thì trong tuần qua nó đang xuất hiện những cái yếu tố như thế này, rồi tóm lại sau cái phiên ngày thứ sáu thì thị trường của chúng ta tiếp tục một cái mức độ tăng điểm và đóng cửa là sao nhỉ? đóng cửa một cái mức giá cao nhất từ gọi là từ gọi là từ cái chu kỳ vừa qua đúng không ạ và cái sự dao động của chỉ số á, thì đến của cái ngày ngày thứ sáu là chủ đạo là đến từ những cái mạng cổ phiếu của nhóm ngành ngân hàng đúng không? giống như là những cái trạng thái CTG rồi này gì bùng nổ sau đó hạ nhiệt thì nó kéo theo cái chỉ số của thị trường của chúng ta nó cũng có những cái trạng thái nó bị dao động với nhau tuy nhiên á, là về mặt xu thế về mặt xung lực là sau cái yếu tố vũ của thị trường thị trường bắt đầu sang gì hồi phục hướng lên phủ định lại cái vũ này là đây chính là một cái trạng thái tăng tiếp diễn và sắp tới nó sẽ có như gọi là nó sẽ có những cái phơm cổ phiếu đó gì là đầu tiên á, là những cái phơm cổ phiếu tích lũy đủ nó bước thoát lên đúng không? giống như là những cái trạng thái chị mình thấy là gọi là cái dòng đặc trưng nhất trong nhịp này chính là dòng dòng bất động sản đúng không? Rồi. rồi tiếp theo đó là những cái cái dòng giống như là uh, thép đúng ạ, rồi, rồi uh, khu công nghiệp đúng ạ, rồi. rồi những cái dòng khác nữa giống như là gọi là dòng ngân hàng đi, ngân hàng cũng rất đau đầu có những cái động thái gọi là bức tốc đúng không? sau những cái đoạn rung dỗ này anh chị và trong một cái điều kiện đúng không? trong một cái giai đoạn của thị trường thì uh, tổ chức á, người ta sẽ setup cho một cái trận đánh là một cái form y chang nhau đúng không? cái form đó là cái form mà em đã đề cập với chị mình trước đó đúng không ạ đầu tiên nó sẽ có một cái điểm sẽ gì dụ cầu sau đó gậy dụ hướng lên đồng vai hướng lên cổ phiếu vào nhịp đúng không ạ dg đúng không ạ đây là điểm dụ cầu đúng không điểm dụ cầu sau đó dụ đeo bám hướng lên rách tạo xu thế mới đúng không ạ đây là những cái hay là bdr này anh chị tương tự như thế đúng không ạ đây là form gọi là cái form dụ cầu này đúng không ạ sau đó dụ bỏ lượng hàng đeo bám kịp thanh khoản dòng tiền mò dài thanh khoản vào đúng không đổ bộ vào đánh bước thoát đi lên đúng không vào một cái nhịp mới đúng không ạ là những cái trạng thái nhỏ bạn cổ phiếu mà nhỏ nhỏ khác đi chẳng hạn SM Đúng không ạ? Vũ bỏ này, kiệt cung này, bùng nổ vào. Banh này, tắt công banh này, vũ bỏ này, kiệt cung này dòng tiền vào. VIP. Đúng ạ? Vũ cầu, vũ bỏ, kiệt cung dòng tiền vào. Đấy nó cứ là gọi là nó cũng một cái form mà mình như thế. Và trong cái giai đoạn này, hoặc là những cái yếu tố sắp tới của thị trường á là thị trường của chúng ta hiện tại bây giờ đang tiếp diễn một cái đà tăng. Đúng ạ? Và cái dòng tiền hiện tại bây giờ nó cứ cuồn cuộn trên thị trường và nó chạy lung phiên qua các ngành. Đúng không? Các ngày nó chạy qua bất động sản, có ngày chạy qua dòng dòng thép, cái ngày chạy qua dòng ngân hàng các qua cái ngày chạy qua dòng chứng đúng ạ à. và chị mình thấy khi mà cái yếu tố nó gì khi mà cái yếu tố dòng tiền nó cứ được liên tục nó lưu nhịp như thế thì vô chúng nó là làm cho cái thị trường của chúng ta nó sẽ có những cái động thái nó tăng và nó bền vững hơn Tuy nhiên là cái độ phân hóa của thị trường đang đang đang, đang cao và chị mình thấy là những cái nhà đầu tư nào bán ra cây này, này đó bán ra cầm tiền rồi đi chẳng hạn và đảm bảo với chị mình với một cái xung lực nó đi lên Bước tốt như thế này á là kiểu gì cũng sẽ mua lại đúng ạ à, kiểu gì cũng sẽ bắt đầu đem tiền vào mua lại chứ còn là không chịu nhiệt được tại vì anh chị mình thấy không có thị trường nào mà nó rung dũ mà sao gì mà các cổ phiếu nó cứ liên tục nó bức tốc nó bức tốc tạo ra một cái gọi là càng càng rung dũ càng giảm nhưng mà cổ phiếu nó lại càng tăng anh chị thấy không trong cái cây mà thị trường của chúng ta giảm 20 điểm này anh chị thậm chí cũng DG nó tăng trần đúng ạ à, nhưng giống như đơn cử đi nha nhà anh chị mình không mua được cái này đi. đúng ạ, à, cây cái này là cái báo với đề cập với chị mình à, trong hệ thống khách hàng là mua cái này đúng không à, mà đơn cử nếu mà chị mình không mua cái này thì làm sao chị mình mua được cái này đúng ạ tại vì sao gì tại vì cây này là cây mà thị trường của chúng ta đang giảm 20 điểm đúng không ạ nó làm yếu tố tâm lý và nhà đầu tư cá nhân lúc đó chỉ muốn bán ra thôi đúng ạ đâu có ai mua gọi là đâu dám mua vào trong một lúc mà thị trường của chúng ta giảm 40 điểm giảm 30 điểm đúng không ạ ấy nên là gì ạ không cây này không mua vào này bỏ này kiệt cánh cỏ này đúng ạ dòng tiền mò chài mở biên hướng lên đánh đúng ạ còn bây giờ chị không bây giờ đối với những nhà tư nào bán cái cây này đi chứ lên vùng trên này á là không mua được những cái con mạnh nhất đúng không tại vì những cái con mạnh nhất nhịp này nó để trôi qua đúng không nó qua chưa qua cái nhịp của nó nhưng mà VIP rồi, nó qua cái nhịp của nó đấy hai phiên gần này mua là chỉ có mua trên đọt thôi đúng không và hai phiên gần này chỉ thông là sao nhỉ là những cái mẹ cổ phiếu mà nó thuộc dạng nó có một cái điểm mua mà nó thuộc dạng nó quyết liệt đi chẳng hạn thì em đánh giá rất ít đúng không trong đó có những cái con cổ phiếu giống như là Techcombank đi chẳng hạn đấy thì trong hai phiên vừa qua nó có một cái điểm quyết liệt hay là con BDR này nó dụ bỏ hướng lên đúng không? Dụ bò hướng lên, bùng nổ cây này cây đất, đấy cây này cây vào, có nghĩa là nó số ít những cái mã cổ phiếu đó gì, hay là SM, đúng rồi, SM không? SM các nó dụ bò hướng lên, dòng tiền kiệt cung, đúng không? Dòng tiền vào, mở biên hướng lên, thì chỉ có một vài cái con như thế này thôi anh chị, còn những con khác anh chị mình thấy nè, hầu như mua không có lãi, đúng không? Giống như sale đồ đi chẳng hạn, nó bao sàn nó sale mạnh nhưng mà bạn chắc anh chị mình hai mua hai, mua là bán ra xong á, mua trở lại hai phiên gần đây gần như không có lãi đúng không? là những cái con đất xanh em xem, nó đất xanh thì có lãi không? đúng không ạ đắt xanh thì nó có lại một chút nhưng mà cơ bản con này để mà điểm rắc á nó phải vượt được như 20 đúng không ạ nên là cái việc mà đi mua gọi là bán ra xong mua trở lại nó sẽ cực kỳ rủi ro rủi ro đây là gì rủi ro đây không gọi là rủi ro ở đây á nó sẽ tạo cho anh chị mình về một cái thói quen đúng không ạ và cái thói quen đó nó sẽ gọi là nó làm cho anh chị mình mất rất là nhiều tiền bởi vì sao bởi lúc gọi là nếu mà thị trường chung của chúng ta nó ở vùng đỉnh còn bây giờ có thể gì mình sẽ kiếm được tiền nhưng mà những con mạnh nhất là sao nhỉ anh chị mình không còn mua được trong những phim vừa qua là cái thứ nhất cái thứ hai sao nhỉ cái thứ hai cơ hội nó rất là thu hẹp đúng không đó, bắt buộc anh chị mình phải chọn lọc nó giống như là cái cây mà nó cái cây bùng nổ này đi chẳng hạn em thấy chỉ có đâu đó chỉ còn ba mạng cổ phiếu là nó có một cái điểm bùng nổ quyết liệt thôi nó còn những cái mạng cổ phiếu còn lại đa phần nó, nó tăng theo những cái yếu tố xuống thị trường và hoặc là nó đã có những cái điểm kích hoạt trước đó đúng không ạ nên là mình phải nhận diện sớm nó sâu dụ hướng lên này đó là điểm vào nó điểm vào nó tốt nhất đấy về xu hướng tiếp theo hiện tại của thị trường á nó vẫn là xu hướng tăng tiếp diễn đúng không giống như cái nó giống như nhịp này này chị nó cứ dụ bỏ này nó dụ bỏ này hướng lên đúng không ạ sau hai nhịp dụ bò hướng lên này nó có những cái gì trong đó, đóng đóng như này nó đóng gọi là đóng rung lắc đóng gọi là đóng theo một cái dạng mà biên độ nó dao động đúng không nhưng mà các bạn chắc xin bạn chắc nó vẫn là kênh trên xuống lên là tạo ra một cái xuống tăng tiếp diễn đi lên lưu ý ha đấy nên hiện tại bây giờ cũng tương tự như thế và thị trường của chúng ta là một thị trường chu kỳ lên đúng không và chu kỳ lên mình cứ tập trung mình đánh và cái chiến lược sao gì cái chiến lược vào trong giai đoạn này vẫn là những cái việc mà cổ phiếu có sóng ngành sóng dọc và thuộc dạng kênh trên xuống lên và cái nhịp độ tiếp theo em đảm bảo với anh chị mình á là cái chu kỳ của những cái mà cổ phiếu tích lợi đủ của những cái mà cổ phiếu mà càng về sóng chạy sóng sâu á nó sẽ mạnh đúng không ạ thì trong đó nó hai cái nhóm ngành đại diện gọi đại diện tiêu biểu nhất của cái việc mà nó thu hút được những cái dòng tiền đầu cơ thu hút được những cái dòng tiền nóng trên thị trường á là một đó là dòng bất động sản hai là cái dòng chứng khoán đúng không ạ và dòng bất động sản là cái dòng bứt thoát từ nền đi lên đúng không ạ cái như dòng bất động sản này anh chị vừa mới bước nền đi lên đúng không ạ điểm rắc hướng lên dòng tiền vào đúng không ạ còn cái dòng chứng khoán á là cái dòng sao gì cái dòng chứng khoán là cái dòng gọi là nó sẽ gọi là nó nó sẽ nó đã bước nền rồi đúng không ạ cái nền số 1 của đây nó đã bước rồi đúng không? nền này là tái tích lũy hấp thụ nó sau giai đoạn tái tích lũy hấp thụ bước 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 hướng lên đúng không ạ còn cái nhịp này á anh chị mình thấy sau khi điểm dũng này này kiếp thanh khoản dòng tiền bùng nó vào nhịp này là nhịp chạy nước rút đúng không ạ đấy nên là nó sẽ có hai cái dòng dòng đầu tiên á, là ngân hàng nó sẽ là một cái à, xin xin rỗi, dòng bất động sản á, nó sẽ là một cái dòng bất thoát từ vùng tích lũy đúng không ạ còn cái dòng chứng khoán là cái dòng sâu nhịp này nó sẽ có những yếu tố cho gì nó thay máu cái dòng tiền cũ và nó đón nhận những cái dòng tiền mới và cái dòng tiền mới đó là những cái dòng tiền nóng những cái dòng tiền mang tính chất đầu cơ, những cái dòng tiền mang tính chất nước sẽ kế chuyện trên thị trường và nhịp đó nó sẽ là một cái nhịp chạy nước rút đối với cái nhóm ngành à, chứng khoán này. ha còn gọi là những cái nhóm ngành khác đi chẳng hạn, anh chị thấy giống như là sẽ có cũng có sẽ có bán lẻ, đúng không ạ? những con bán lẻ giống như là đi quân mới chạy nhịp đầu chưa chết ngay đâu anh chị, à, chưa chết ngay đâu những con này đánh giá nó sẽ còn tăng. MBLG hả không nó nó sẽ còn tăng, Đấy, lượng hàng T3 về này, T200 về này hấp thụ tốt này. còn đối với cái dòng ngân hàng á, thì em chỉ thấy hai mẹ cổ phiếu thôi một á là cái con VIP nói VIP là hôm trước cũng đề cập với anh chị mình đúng không ạ điểm này điểm vào nói sâu vũ kiệt cung đúng không ạ dầm tiền vào điểm này vào đấy điểm này vào xong đó sao gì cổ phiếu nó đánh bực thoát đúng không ạ cổ phiếu nó đánh nó đánh bực thoát đấy thì một á là con VIP hai á là sao hai là cái con tắt công bằng đấy gọi là đánh những cái cổ phiếu gọi là kinh trên xuống lên luôn cái sâu vũ càng quyết liệt là những nhịp sau nó sẽ càng mạnh đấy thì trong ngân hàng thì cả đánh giá được có hai cái mẹ cổ phiếu này thôi còn các bạn những con khác là lên nó sẽ gì lên nó 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 test lại vùng nền này, này. Đấy, giống như mbb cũng ok đúng không mbb điểm này thì điểm này đúng không nên là nhìn chung là xung lực mà nó có còn cái sự đóng góp của nhóm ngành ngân hàng á là thị trường của chúng ta còn tốt lắm chị đúng không thì cái cái dòng ngân hàng là cái dòng tạo tín hiệu cái dòng đại diện đúng không cho một cái yếu tố thu hu, huy, động dòng tiền cho một cái giai đoạn tăng nhịp độ đầu tiên của cái 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 cái, 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 cái thị trường Đúng bạn của cái thị trường của chúng ta và khi mà cái dòng ngân hàng nó vẫn còn duy trì được xu hướng nó chưa có dấu hiệu kết thúc chưa có dấu hiệu phân phối đó, thì sao như thì thị trường của chúng ta nó sẽ còn chu kỳ hai à, và đó chính là những cái bệ đỡ bề đỡ cho cái dừng cái nhóm ngành khác nó bức tốc, nó đi lên hai à, đã còn ngân hàng đó em chỉ đề cập với chị mình hai mẹ cổ phiếu thôi một là vip hai là TIBAN à, công hành ha còn tia banh thì nó hơi chậm đúng không ạ những con giảm sâu nó sẽ hơi chậm ha còn chứng khoán đảm bảo với chị mình sau cái nhịp này này nó sẽ là những cái yếu tố chạy nước rút ha có nghĩa đây là một cái dòng tiền thay máu đúng không ạ nhịp sau vụ bỏ này kia thanh khoản này dòng tiền mới vào là chạy nước rút đúng không ạ nó giống như nhịp này anh chị đúng không ạ đang đi lên một nhịp nó đang đi lên sau đó có những động thái vụ bỏ này kia thanh khoản này là dòng tiền mồi vào nó sẽ có những cái điểm chạy nước rút như thế này đấy bê ai nó là chạy rồi này bê ai đã mở biên là nó báo hiệu rồi này chị và bê là luôn luôn là con báo hiệu cho cái dòng chứng khoán nó tăng trước đúng không ạ là những con, con giống như cts này thì không dù bỏ thay máu dùng tiền cái kia thanh khoản luôn không còn những cái lượng thanh khoản ra, ra, nữa đúng không đấy nên là dấu yếu tố kia thanh khoản này gì không đây là một cái dấu hiệu để mà trước khi một cái cổ phiếu nó bước vào một cái pha chạy nước rút đúng không dù bỏ này kia thanh khoản này dòng tiền hướng lên chạy nước rút ha Đấy FTS cũng tương tự này, vụ bỏ này gì không rất là cạn kiệt về thanh khoản. Có nghĩa là những cái dòng tiền cũ nó đã bị thay ra, những nhà tư gọi là sợ mất lại rồi người ta bán ra đeo bám vào bạn này đúng không? Bây giờ sang gì không còn lượng cung nữa chỉ cần một cái dòng tiền mới kích hoạt và chạy nước rút à, kể cả, cả HCM cũng sẽ chạy, nói cái dòng chứng khoán là cái dòng sẽ chạy và cái dòng chứng khoán là cái dòng như liên tục nó xuất hiện những yếu tố tăng vốn này và tuần sau là cái tuần sau gì ra báo cáo kết quả kinh doanh đúng không? đấy nên là nó sẽ là những cái động lực để mà nó thu hút những cái dòng tiền mới đúng không? Những cái dòng tiền nóng, những cái dòng tiền kế duyệt và nó tạo ra những cái điểm chạy nước rút hơn lên đúng không? Dụ bỏ này kia cung này chạy nước rút ha à, nãy nên là đây là những cái dòng mà làm em đánh giá là nó sẽ chạy gọi là chạy một cái nhịp chạy nước rút đúng không và cái dòng này là cái dòng sẽ bị em đề cập với chị mình rất là nhiều lần đúng không ạ sau vụ bỏ này kiệt đánh còn hướng lên này phụ định lại coi là những nhịp sau là chạy nước rút thôi gì lưu ý nha ssk còn gọi là những con gọi là trâu chậm muốn đuối đục nó cũng bắt đầu nó bước được cái nền đi lên đúng không nhưng mà cơ bản con này là con bước nền con chạy sau ha là thậm chí ssi đi chẳng hạn kiệt đánh còn này con này cũng chạy nước rút ha vci cũng vậy kiệt đánh còn này chạy nước rút hết nói chung là dòng chứng khoán chị mình cứ nắm giữ và dòng chứng khoán làm nên giá dòng càng sau càng về sau nó sẽ càng mạnh à, và đang gọi là thêm gì mình gọi là trong giai đoạn này á, em gọi là gọi là yếu tố về mặt đánh sóng ngàn sóng dòng á thì em đánh hai cái dòng một á, là dòng chứng khoán để mà đón nhận một cái nhịp chạy nước rút đúng không? cái hai là dòng bất động sản gọi là một cái nhịp sâu dụ hướng lên đồng phe với thị trường đúng không ạ là đánh hai cái dòng đó là hai cái dòng nó thu hút những cái dòng tiền đầu cơ à còn những cái nhóm ngành khác đi chẳng hạn nó chứng khoán có vít nữa này làm gì nó dụ bỏ kia cung này kiểu gì chạy nước rút đúng không cái nền của nó ở đây dư địa nó còn đúng không ạ với đêm mà đang dần dần bước nó sẽ gọi là cái nhóm ngành nó tăng á nhóm ngành nó có sống kiểu gì những con này nó tăng à? này nó còn đối với những cái nhóm ngành khác giống như là thép á thì nhóm này nó nam kim nó sẽ mạnh nam kim sẽ mạnh hơn những cái mã cổ phiếu khác giống như là hòa phát hay là hò... nam Kia, hòa sen ha nhưng mà hòa phát này dụ bỏ này kiệt cung này đúng không? con này kiểu gì nó không hướng lên nữa đúng không nam Kia, hòa sen mà dụ bỏ này kiệt cung này dòng tiền mò trà đúng không điểm sau rất đường như hai cổ phiếu vào nhiệt ha mà con nam kim là con là sao gì nó gọi là nó bức thoát dễ nhất ha còn con trứng gọi là thép nhỏ thì có vi gì hết đó, tiếp nhỏ anh đánh vào VGS ha Nói còn à, khu công nghiệp thì đoạn này có KBC đúng không khu công nghiệp là còn này có KBC Thì anh chị mình đánh một cái phơm y chang là vụ của cầu này vụ bỏ này kiệt thanh còn dòng tiền mò vào điểm này điểm đánh cổ phiếu vào nhiệt ha đấy là những cái con những cái con dòng đầu tư công thì có FCN FCN này một nhịp vụ bỏ Kiệt thanh còn điểm sau đánh tiếp đấy nên là mình tập trung cho những cái con cổ phiếu này anh chị mình đánh làm đánh như ok ha đó là cái cái những cái yếu tố những cái vấn đề của cái thị trường của chúng ta vì vậy mà trong cái tuần sau đúng không hành động của chị mình là gì đấy thứ nhất là tập trung cho những cái dòng nó đã bức tốt được cái cái kinh nền gọi là dòng đang bức nền và sao nhỉ nó đang đồng phe được đồng nhịp được với cái cái xu hướng của thị trường chung á là cái dòng mà bất động sản đúng không thì bất động sản canh những con sẽ nhịp bức nền đúng không? cái thứ hai á là những cái dòng nó sẽ chạy nước rút là trong đó đánh giá với chị mình là cái dòng dòng chứng khoán đúng không còn những cái mã cổ phiếu riêng lẻ còn lại giống như là dòng ngân hàng á, là có Techcombank, có vip đúng không dòng thép thì có nam kim vcs đúng không ạ dòng 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 bán lẻ á, thì có mã cổ phiếu của digi World. đúng không còn dòng gọi là cái dòng mà dòng, dòng dòng khu công nghiệp có kbc dòng đầu tư công có fcn fcn đúng không ạ à, cái phiên trong ngay phiên ngày thứ sáu có cùng tìm ghét đúng không có thêm có thêm con ghét là sao vụ bỏ này kiệt thanh còn này nó kiệt thanh khoản này những con mà kiệt thanh khoản rất là dễ thu hút dòng tiền vào đi lên đúng là điểm bước top này rất đường giá 24 cổ phiếu vào nhịp ha à. thì đấy đó là một vài số cái mà cổ phiếu này còn xem qua những con khác đi BDR này con này cái điểm vào nhịp này cái điểm này điểm vào sóng cổ phiếu đấy điểm điểm kết hoạt vào nhịp ha à. hay là KDH đi chẳng hạn đúng không KDH nhịp à, mới tại chạy một nhịp thôi bắt đầu dù bỏ này kiệt thanh khoản này nhịp sau còn đánh tiếp à, nhìn chung là thị trường của chúng ta là một cái thị trường xuống lên hai à, nên là mình làm sao để mà tối đa hóa được cái cái yếu tố lợi nhuận á là sao gì là mình phân bổ vào cái yếu tố sóng ngành sóng do thì em đánh giá có hai cái sóng mà em giá là nó sẽ tâm điểm nhất trong cái nhiệm độ sau đó. một là cái là cái sóng của chứng khoán trị nước rút à, hai là cái giống sóng uh, sống của bất động sản nhịp này nó sẽ là cái con những cái nhóm ngành đại diện hai à, còn những cái sóng sống còn lại giống như là ngân hàng cái gì ngân hàng là cơ bản là xu hướng tăng tiếp diễn đúng không ạ thì tập trung cho những con cổ phiếu bất nền mạnh mẽ nhất thì trong đó có Techcombank với lại VIP ha à, rồi còn dòng thép thì đánh riêng lẻ nhưng mà riêng lẻ những con cổ phiếu nào sâu vụ hướng lên gần nền nó là những con đó hai à, thuộc dạng riêng lẻ thì mình chỉ đánh những con mạnh nhất thôi à, còn sống ngành sống dòng thì sao gì thì mình sẽ dễ dàng gọi là mình gọi là dễ anh chị mình gọi là mình gọi là cái 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 cơ hội á thì nó sẽ nó sẽ tốt hơn đúng không có nghĩa là mình mua con 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 yếu cũng được nhưng mà cái dòng nó tăng thì con nó cũng sẽ tăng giống như là cái cách anh đề cập với anh chị mình á thì giống như là cái dòng chứng khoán mà nó tăng á những con kiểu gì SSS đầu năm lên đúng không anh em tuần trước nó lên đâu đó khoảng năm sáu trăm đúng không hay là VND nó không có một cái điểm bùng nổ vượt hai tư đúng không bắt đầu nó dần dần bước tốt đi lên hết là anh chị đánh là nhìn chung là em vẫn quan điểm với anh chị mình là thị trường ta là thị trường ta đúng không? và trong những nhịp tiếp theo nó sẽ còn kéo tiếp với những cái xung lực hiện tại của thị trường, cũng như là với những cái dư địa của các nhóm ngành. ha còn à, cơ bản là chỉ số thì nó sẽ tác động nhiều bởi những nhóm ngành ngân hàng. à, vì khi mà ngân hàng nó còn Còn là có còn giữ được dòng tiền á thì thường chúng ta nó sẽ còn tăng. à, nhưng mà sao gì? nhưng mà đó là một cái gọi là để mà mình đầu tư một cách hiệu quả thì mình phải đánh vào những cái dòng nó mang tính chất càng về sau nó càng mạnh. gọi là nó đã thu hút những cái cái dòng tiền đầu cơ, đúng không? thu hút những cái sự quan tâm của nhà đầu tư, đúng không? ạ gọi là thu hút những cái dòng tiền nóng từ thị trường, có nghĩa là gọi là một cái cơn sóng nhanh á thì mình đánh với chị mình có hai cái dòng đúng không nó đang phân bố tốt chỉ là một đó là cái dòng bất động sản hai là cái dòng chứng khoán ha thì đó là những cái tâm điểm mà muốn đề cập với chị mình cũng như là những cái mạng cổ phiếu trên thị trường của chúng ta trong cái tuần sau ha đấy thì nếu mà chị mình thấy hay đừng quên cho em những cái nút like đúng không ạ và những subscribe kênh ha nếu mà chị mình thấy phù hợp với quan điểm đầu tư phù hợp với những cái góc nhìn đầu tư của chị mình thì chị mình À, có thể liên hệ với em qua số điện thoại 0339 019 856 để mà cùng đồng hành cùng em trong trong khách hàng mình nhận những cái khuyến nghị nó cụ thể nhất nó sâu sắc nhất trong phiên ha rồi cảm ơn bên chị mình rất là nhiều chúc anh chị mừng những, mình những ngày cuối tuần thật là vui vẻ và hứa hẹn thị trường chung của chúng ta nó sẽ tiếp tục bùng nổ cho những cái phiên sắp tới ha rồi cảm ơn anh chị mình hẹn gặp lại anh chị mình vào cái buổi video sau ạ